Lương y như từ mẫu. Nón của anh nè, sắp đến kỳ sinh rồi, em phải chú ý giữ gìn. Anh ra ngoài huyện chạy thêm vài ngày nữa, kiếm chút tiền mua đường sữa bồi bổ cho em và con. Từ ngày làm cái đồng hồ cước giống như trên thành phố người ta làm, chạy cũng được kha khá. Giá mà mẹ con em giúp được gì cho anh, kinh tế cứ để anh lo. Em phải chăm lo cho sức khỏe. Nhà mình thì xa xôi, đến kỳ sinh là phải lên bệnh viện trước vài ngày cho an toàn, kẻo lúc trở dạ lại không kịp. Thôi em vào nghỉ đi, anh đi làm đây. Mọi khi hay có anh xe ôm đứng đây, hôm nay lại chẳng thấy có ai thế này. Cô ơi, cô về đâu tôi chở cho? Cô đội vào đi. Cô về đâu vậy? Anh chở tôi về đầu làng Lai Cam nha. Vâng, tôi đang ở đây rồi, tôi sẽ hoàn thành sớm. Chắc cô ta không kịp nhìn đồng hồ đâu. Thôi kệ, cố gắng kiếm thêm chút tiền mua sữa cho con. Đến nơi rồi cô ơi. Anh ơi, của tôi bao nhiêu tiền vậy? Của cô 150.000. Anh nói bao nhiêu ạ? Tôi vừa mới đi từ ngoài đường quốc lộ vào đây thôi mà. Nhầm thế nào mà nhầm, cô nhìn đi, 150.000 đây nè. Anh ơi, từ chỗ đường quốc lộ vào tới trong làng đây cùng lắm là 5 cây số. Hơn nữa đoạn đường này tôi đi rất nhiều lần rồi, không phải bây giờ mới đi lần đầu tiên đâu. Cô lồi thồi quá, cô định đi xong quỵt tiền luôn à? Đồng hồ chạy đàng hoàng chứ tôi không ăn gian của cô đâu. Trả tiền đi, tôi còn đi chở khách nữa. Tôi mãi nghe điện thoại nên không để ý, vậy mà anh lại làm trò đấy với tôi. Thôi tôi trả cho anh, coi như hôm nay tôi xui. Alo, anh đây. Em ơi, sao vậy? Em sao vậy? Bình tĩnh lại, nói cho anh nghe đã. Hình như là vỡ nước ối rồi. Anh mau về, đưa em đi bệnh viện đi. Ừ, anh về ngay đây. Em cố gắng một chút, anh về đưa em đi bệnh viện. Đi bệnh viện không kịp rồi. Đi trạm xá. Giờ này liệu có ai không chứ? Bà cô ấy làm sao ngồi được xe máy đây? Làm sao bây giờ? Này anh, vợ anh bị vỡ ối sớm sao? Nhà anh ở đâu? Nhà tôi ở xã Lai Sa. Trời, ở tận Lai Sa sao? Vùng đó sâu và xa thế, đường đi lại đèo dốc. Từ đó mà chạy ra bệnh viện huyện thì cũng mất cả 2 tiếng. Mà cô ấy vỡ ối rồi thì nguy hiểm quá. Nào, anh mau chở tôi về nhà anh đi. Cô... Anh mau đi đi, tôi chính là bác sĩ của bệnh viện phụ sản huyện đây. Ôi, thật vậy sao? Cô ơi, vậy cô cứu vợ con tôi với nhé. Tôi ngàn lần cảm ơn cô. Thôi, ân huệ gì, giờ chúng ta đi ngay đi. May quá, hôm nay tôi đang đi thị sát tình hình chăm sóc sinh sản ở các tuyến dưới, cho nên mang đồ đầy đủ đỡ đẻ đây này. Ôi, tốt quá. Nhưng giờ phải làm gì trước tiên đây? Tôi... Anh đúng là quá lo lắng rồi. Giờ chở tôi về nhà anh nhanh đi. Rồi. Anh giúp tôi đỡ cô ấy lên giường mau lên. Em đau quá. Đau quá. Cô ơi, mong cô cố gắng hết sức giúp vợ tôi. Đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Tôi xin cô, anh đang cản trở việc tôi giúp cô ấy đấy. Giờ thì đeo găng tay vào rồi phụ tôi một tay. Dạ, dạ. Chúc mừng anh, là một bé gái. Mẹ tròn con vuông rồi. Giờ cô ấy vừa sinh, còn rất mệt nên chưa được ăn đồ cứng. Anh đi pha cho chị ấy một ly sữa nóng nha. Dạ. Còn ngoan. Sữa để đâu? Để tôi đi pha cho. Dạ, nhờ cô. Sữa tôi để trên kệ bếp đó. Nào, chị uống đi cho lại sức. Sữa rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Cảm ơn cô. Hôm nay nếu không có cô giúp đỡ thì không biết vợ chồng tôi xoay sở thế nào nữa. Có gì đâu chị, tôi là một bác sĩ, công việc của tôi là cứu người. Thôi, chị nghỉ ngơi đi, tôi về đây, chào anh chị nha. Cô Vân, tôi cảm ơn và xin lỗi cô. Tôi nhận lời cảm ơn và xin lỗi này, nhưng hy vọng từ nay về sau, anh sẽ là một tài xế trung thực. Tôi xin hứa. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sun Pharma.
giả. Thằng Lục đâu? Mau mở cửa ra. Con trai ông thua bạc, nợ tiền tôi, giấy nợ rành rành đây mà nó còn trốn. Bây giờ ông trả nợ hay là muốn tôi báo quan? Ông thấy đấy, nhà tôi chỉ là một tiệm thuốc nhỏ, gia tài không có gì đáng giá hết. Tôi biết lấy gì trả cho ông đây? Ông không trả được thì tôi báo quan, cho thằng Văn Lục nhà ông tù mọt không? Ông báo quan thì chúng tôi cũng không trả được hết nợ cho ông. Hay là thế này, xin ông thư thư cho chúng tôi một thời gian nữa để tôi thu xếp. Nể tình ông làm nghề bốc thuốc cứu người, tôi cho ông thêm một tháng, đúng hạn tôi quay lại. Mà ông không trả đủ tiền thì đừng trách tôi không nể chỗ quen biết. Cha Văn Lục, con còn dám phát mặt đến đây gọi ta là cha nữa sao? Còn xem làm thế nào để xoay sở mà trả nợ trong tháng tới. Người ta vừa đến đòi nợ đấy. Nhà mình chẳng còn gì có thể bán để trả nợ cho con đâu. Cha, con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, cha chỉ cần thay chỗ tam thất bách bằng tam thất gừng thì đảm bảo chỉ một thời gian thôi, nhà ta sẽ thoát nợ ngay. Ta là thầy thuốc, sao có thể làm chuyện giả dối như thế chứ? Tam thất gừng cũng là tam thất, là thuốc lành tính, mà giá là chỉ bằng 1/10 tam thất bách. Chúng ta chỉ trộn vào một ít thôi, có ảnh hưởng gì đâu chứ. Tính mạng con người là quan trọng, không thể làm liều được con ạ. À, vậy con trai của cha không quan trọng sao? Con mà bị bắt vào ngục thì cha mất con, Phan Bảo cháu nội đích tôn của cha không có cha. Ta nói không là không, nhà ta bốc thuốc bao lâu nay, lấy uy tín làm gốc, không thể làm mấy trò buôn gian bán lận ấy được. Còn lo mà làm ăn tử tế, đừng chơi bời, phá gia chi tử và không được bao giờ nhắc đến chuyện này với ta nữa. Vâng, con biết rồi. Cha làm sao vậy? Cha không sao. Sắc mặt cha trông mệt mỏi lắm, hay cha về nhà nghỉ để con trông tiệm thuốc cho? Con suốt ngày lêu lỏng cờ bạc, biết việc gì mà trông coi tiệm thuốc chứ. Cha đừng coi thường con như thế. Tuy con có ham chơi, nhưng nghề bốc thuốc cha dạy cho con vẫn nhớ rõ đấy. Cha cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây con lo được. Con biết trước đây con làm nhiều việc khiến cha phiền lòng, nhưng giờ con đã thay đổi rồi, lẽ nào cha không tin con sao? Ừ, vậy thì con trông tiệm cẩn thận, ta về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn chú, tôi đi về đây. Đấy, có ai nhận ra tam thất gừng đâu. Thế mà cha cứ lo hảo, uy tín mà không có tiền thì cũng chẳng để làm gì. Kìa mình, sao lại uống nhiều rượu như thế? Còn cứ rượu chè thế này thì bao giờ mới nên người đây? Rồi cha sẽ thấy con kinh doanh tiệm thuốc tốt hơn cả cha. Chẳng mấy chốc nhà ta giàu có, con sẽ không để vợ con phải chịu nghèo khổ nữa đâu. Thôi đi, mình say lắm rồi, đi vào buồng ngủ đi mình. Cha, cha ơi, chồng con tự nhiên đau bụng đến ngất xỉu đi. Cha mau vào xem anh ấy bệnh như thế nào rồi cha. Nhà con sao rồi hả cha? Nó suốt ngày rượu chè, tỳ vị hư nhược, giờ xuất huyết nặng bên trong rồi. Cha là thầy thuốc giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi cho mình. Mình đừng lo. Đây là đơn thuốc ta kê cho Văn Lục, con cứ theo đó ra tiệm lấy mà sắc cho nó uống nha. Dạ vâng. Mình chịu khó uống bát thuốc này rồi nằm nghỉ ngơi nha. Mình làm sao thế? Cha ơi, cha, Văn Lục, anh ấy nôn ra nhiều máu lắm. Con đã cho nó uống như đơn của ta chứ, sao lại nôn ra máu như vậy được? Con làm đúng theo những gì cha dặn rồi mà. Tam thất gừng cũng là tam thất, là thuốc lành tính. Chẳng mấy chốc nhà ta giàu có. Con lấy tam thất ở đâu?
mang lại đây cho ta xem. Thưa cha, chỗ tam thất ấy đây ạ. Đây không phải tam thất bát, mà là tam thất gừng, một loại dược liệu rất giống tam thất nhưng dược tính không bằng. Khi bị xuất huyết bên trong lục phủ ngũ tạng, dùng tam thất cầm máu rất tốt, nhưng nếu dùng nhầm sang tam thất gừng, tình trạng sẽ nặng hơn. Con lấy trong kho đúng chỗ đề chữ tam thất mà cha, làm sao mà nhầm lẫn được? Con hỏi chồng mình sẽ rõ. Là do tôi, tất cả là do tôi tham lợi nhuận, đã đánh tráo tam thất, để rồi bây giờ tự hại chính mình. Cha, con xin lỗi vì đã không nghe lời cha. Con biết lỗi rồi thì giờ lo mà làm ăn tử tế đi. Cũng may từ hôm qua đến nay chưa có ai phải chịu hậu quả về việc con làm. Chuyện hôm nay là một bài học để con biết rằng đừng bao giờ vì tiền bạc mà làm những chuyện buôn gian bán lận. Sống có đức để còn làm gương cho con cái nữa, biết không? Dạ vâng, chúng con nhớ rồi ạ. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Con rắn trắng. Ngày xưa, có một vị vua nổi tiếng thông minh, học rộng biết nhiều, được thần dân vô cùng yêu mến. Nhà vua có một thói quen rất kỳ lạ, đó là cứ vào mỗi bữa ăn tối, một người hầu cận sẽ bưng vào cho vua một món ăn duy nhất. Món ăn mà thậm chí người hầu này cũng không biết là món gì, cho đến một ngày. Không biết trong cái khay thức ăn này có gì đây nhỉ? Chắc hẳn là sơn hào hải vị có một không hai trên đời rồi. Mình chỉ nhìn một lát cho thỏa tính tò mò thôi. Nghĩ vậy, người hầu đã cắt thử một miếng thịt rắn, bỏ lên miệng nếm thử xem sao. Nhưng thật kỳ lạ, khi anh vừa cho thức ăn vào miệng, thì tai anh nghe thấy tiếng chim hót líu lo, rõ ràng hơn bao giờ hết. Này anh bạn, anh có biết gì không? Hả? Thật là kỳ lạ, mình lại còn được nghe cả tiếng chim thế này. Này, cái nhẫn quý của hoàng hậu bị mất, có mà tìm loạn lên cũng chả thể thấy đâu nhỉ? Tại con vịt xám trong lúc đói đã nuốt nhầm cả chiếc nhẫn vào bụng nó rồi chứ sao? Hóa ra chỉ ăn một miếng thịt con rắn trắng mà có thể giúp mình hiểu được tiếng nói loài vật ư? Vậy là anh lính ngay lập tức ra ngoài hồ bắt con vịt xám và lấy được chiếc nhẫn quý. Anh đem nó trả lại cho hoàng hậu. Tốt lắm, nhà ngươi muốn ta ban thưởng cho nhà ngươi cái gì, tiền bạc hay chức tước gì ta cũng có thể cho nhà ngươi được. Dạ thưa nhà vua, thần chỉ xin nhà vua ban cho thần một con ngựa để đi du du đó đây, trải nghiệm cuộc sống và ngắm cảnh non nước diễm lệ thôi ạ. Thôi được, ta sẽ chiều theo mong muốn của nhà ngươi. Vậy là một mình anh một ngựa, anh dong duỗi đi qua nhiều nơi. Đến đâu anh cũng dừng lại ngắm nhìn phong cảnh và ghi chép những điều anh thấy vào một cuốn sổ nhỏ xíu anh để trong túi. Lần ấy anh đi qua một cái hồ nhỏ. Trời ơi, thế là đời chúng ta đi đông rồi. Tại sao lại vô tình để mắc vào chiếc lưới này cơ chứ? Tội nghiệp, ta sẽ giải thoát cho chúng mày nha. Hãy trở về với bể rộng sông dài của chúng mày. Cảm ơn ân nhân, nhất định sẽ có ngày chúng tôi báo đáp ơn này. Người lính lại tiếp tục cuộc ngao du của mình. Anh xuống ngựa khi nghe thấy tiếng khóc não nề. Lát nữa khi chiếc xe ngựa đi qua thì làm sao mà đại gia đình chúng ta chạy kịp cơ chứ? Kiểu gì chẳng có anh em ta phải bỏ mạng nơi đây. Xin đa tạ công ơn cứu mạng của ân nhân, nhất định chúng tôi sẽ có ngày báo đáp. Dạ, hôm nay ta cũng đã đi được một đoạn đường dài rồi, giờ hẳn ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã. Đừng sợ, đã có tôi.
Một thời gian sau, anh lính đã đi đến một kinh thành diễm lệ, có trăm hoa đua nở. Kinh thành nằm ngay sát một bờ biển nước xanh ngắt, có bờ cát vàng óng ả. Kinh thành này đang diễn ra một sự kiện rất hệ trọng. Nhà vua muốn kén rể cho công chúa. Bất cứ ai muốn trở thành con rể của nhà vua thì phải trải qua một nhiệm vụ khó khăn, mà nếu người đó không thực hiện được thì sẽ phải bỏ mạng. Chàng lính đi đến vườn Thượng Uyển. Trước mắt chàng là nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy công chúa, chàng đã ngay lập tức phải lòng nàng. Thưa đức vua, tôi sẵn sàng trải qua mọi thử thách để có thể cưới được công chúa ạ. Được, nhưng ta nhắc lại, nếu không vượt qua được thử thách thì chẳng những nhà ngươi không cưới được công chúa, mà đến mạng của mình nhà ngươi cũng không giữ được đâu. Dạ vâng, thưa đức vua. Được, vậy người đâu, mau đưa chàng trai này lên thuyền rồi dẫn ra khơi cho ta. Đức vua hạ lệnh cho anh phải lấy được chiếc nhẫn quý người mới bị làm rơi khi đi chu du qua biển này. Nếu trong ngày hôm nay anh không tìm thấy thì lập tức anh bị ném xuống. Hả? Nước biển mênh mông thế này thì làm sao mà ta có thể tìm thấy được chiếc nhẫn đây? Có lẽ nào ta lại phải bỏ mạng nơi này chứ? Ân nhân, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp. Là chiếc nhẫn quý của nhà vua đây sao? Cảm ơn cá nha. Khá lắm chàng trai, nhưng chớ vội mừng. Ngươi hãy ra phía sau vườn đi, có một thử thách khác đang đợi nhà ngươi. Trong đêm nay, trước khi mặt trời ló rạng, nhà ngươi phải nhặt xong tất cả những hạt kê trong khu vườn này, rồi để gọn thành những đống bằng nhau. Nếu ngươi để sót lại một hạt nào thì cũng sẽ bị chém đầu ngay. Trời ơi, hạt kê vừa nhiều vừa nhỏ thế này thì ta nhặt bao giờ mới hết đây? Quá mệt mỏi sau một ngày nhiều biến cố, chàng lính dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và khi giật mình, chàng tỉnh dậy. Hả? Là các bạn kiến đã tới đây giúp đỡ ta ư? Cảm ơn các bạn nha. Rất tốt, chàng trai gan dạ và tài ba. Nhưng ta còn có một yêu cầu nữa. Đó là ngươi hãy mang về cho công chúa quả táo vàng từ cây sự sống. Công chúa từ nhỏ đã lãnh cảm, ít nói ít cười. Ta nghe nói nếu như ai được ăn quả táo vàng ấy thì trái tim của họ sẽ tràn ngập tình yêu. Ta đã đi biết bao nhiêu nơi, hỏi biết bao nhiêu người rồi, nhưng không một ai biết về cây sự sống hết. Chúng tôi là ba chú chim con mà ân nhân đã cứu đó. Chúng tôi nay đã lớn, thấy ân nhân đi tìm quả táo vàng nên ngày đêm không nghỉ bay đến tận cùng thế giới là nơi có cây sự sống để hái quả táo này. Hả? Cảm ơn chim, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chàng lính đã mang được quả táo vàng từ cây sự sống về cho công chúa. Công chúa sau khi ăn trái táo thần kỳ, trái tim nàng ngập tràn tình yêu đối với người lính trẻ. Họ cưới nhau ngay sau đó và sống hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!